Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồ gỗ Bà Đại chúng em. Và trong video clip hôm nay em cũng muốn giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Em cũng xin chân thành cảm ơn các bác những clip vừa qua đã ủng hộ cơ sở đồ gỗ Bà Đại em rất là nhiều. Sản phẩm đầu tiên mà trong video clip ngày hôm nay mà em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một bộ chống chắc ạ. Với bộ chống chắc có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam, bộ gồm có 7 món, gồm có 6 đôn và một bảng. Đầu tiên em đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc bảng. Với đường kính của mặt bàn em đo là 92 cm, cao là 70 cm. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác. Với phần đĩa bàn được đục chạm ạ, nho cuốn trúc và những hạt chân châu ạ, hàng đục chạm tứ diện ạ, và các mặt như nhau, những đường nét đục chạm rất là cầu kỳ và thủ công ạ. Với những trụ chân đều được đục trúc nha các bác, những ống trúc, mắt trúc ạ. Hàng đục dạng, hàng đục chạm tứ diện, các mặt như nhau ạ. Và nên đến mặt bàn, với chính giữa lòng bàn được khảm cảnh tùng hạt bách điểu, khảm ốc sa cừ, ốc bảy màu phối màu rất là đẹp luôn ạ. Chất gỗ đỏ đen vẫn là đẹp. Để các bác xem ạ, những đường nét cắt tỉa rất là chi tiết và sắc nét. Và là đến ngoài ạ, những đường oval, những đường dây neo niên chi đây ạ, là cũng được khảm chạy quay mặt bàn. Và tiếp theo thì về sáu chiếc đôn thì cũng có kích thước này như nhau. Em cũng đo thông số đại diện một cái cho các bác nắm về kích thước. Với đường kính mặt đôn em đo là 30 cm, cao là 44 cm. Em quay chi tiết với chiếc đôn hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau, xem những đường nét đục chạm rất là cầu kỳ và thủ công luôn ạ. Chất gỗ đỏ đen ạ, vần gỗ cũng rất là đẹp, hàng rất là nặng nha các bác. Để mà sau ạ, các bác xem video không? Thế hay thế đẹp, có thể cho em một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực phát triển kênh, là những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Và nên đến chính mặt đôn ạ, những đường dây neo niên chi này được khảm kín mặt ạ, vần gỗ rất là đẹp nha các bác. Em quay những chiếc đôn còn lại ạ, để cho các bác xem có thể kỹ hơn về bộ chống chắc ạ. Với bộ chống chắc này hàng đã qua thời gian. Để các bác có nhu cầu giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bà Đại ạ, cơ sở em sẽ lo chùi và làm bóng sạch sẽ ạ, trước khi giao đến tận nơi các bác. Và em cũng xin báo giá và giao lưu ạ. Giá của bộ chống chắc này là 30 triệu, còn em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn ạ. Và sản phẩm tiếp theo là sang bên đây thì em có một bức tranh. Với bức tranh thuận buồm xuôi gió có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Đầu tiên em đo thông số cho các bác nắm về kích thước ạ. Với chiều ngang em đo là 127 cm, cao là 60 cm. Em đến gần và em quay chi tiết hơn cho các bác ạ. Với bức tranh thuận buồm xuôi gió có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật, được khảm ốc sa cừ ạ, ốc bảy màu phối màu cực kỳ là đẹp, và những đường nét cắt tỉa rất là chi tiết và sắc nét. Và đây là những bác nông dân ạ, đi chăn trâu đây ạ. Đây là những chiếc thuyền buồm ra khơi ạ, được cắt tỉa và phối màu cực kỳ là đẹp, chất gỗ cực kỳ là dày dặn và chắc chắn ạ, hàng em bao đẹp cho các bác. Đây là những đường nét cắt tỉa rất là chi tiết và sắc nét ạ, là đến ngoài khung ạ, và những đường oval và bên ngoài khung đây được khảm cảnh tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông, và được khảm chạy quay mặt khung luôn ạ. Với bức tranh thuận buồm xuôi gió này, hàng em bao đẹp cho các bác, chất gỗ rất là liền nạc và dày dặn. Em cũng xin báo giá và giao lưu ạ, giá là 10 triệu em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ, với bức tranh thuận buồm xuôi gió này. Và tiếp theo ạ, là sang bên đây là em có một chiếc kệ tam sơn. Với chiếc kệ tam sơn có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước ạ. Với chiếc kệ tam sơn này em đo có tổng chiều ngang là 90 cm, sâu là 18 cm, kệ chính giữa em đo là 23 cm,
và hai kệ bên cạnh là 20 cm. Em đến gần em quay chi tiết cho các bác. Với chiếc kệ tam sơn có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Ở đây là được đục chạm ạ. Hai con lồng hóa mai nha các bác, được khảm ốc xà cừ rất là đẹp luôn ạ. Những đường nét đục chạm và cắt tỉa rất là chi tiết và sắc nét. Với chiếc kệ tam sơn hàng khảm ba mặt ạ. Hai bên hông được khảm như nhau nha các bác. Và nên để mặt ạ. Và chất gỗ này em bao đẹp cho các bác ạ. Rất là liền lạc và dày dặn. Và với chiếc kệ tam sơn này em xin báo giá và giao lưu ạ. Giá là 4 triệu thì em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi ạ. Và sản phẩm tiếp theo ạ, là bên dưới đây này em muốn giới thiệu cho các bác, đó là một chiếc bàn bán nguyệt. Với chiếc bàn bán nguyệt này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Đầu tiên em đo thông số cho các bác nắm về kích thước ạ. Với chiếc bàn bán nguyệt này có tổng chiều dài, phần to nhất ạ, này em đo là 175 cm. Chiều cao ạ, em đo là 75 cm ạ. Đến gần thì em quay chi tiết cho các bác ạ. Với phần chính giữa ở đây ạ, đục chạm hòa nhà các bác, đường nét đục chạm rất là cầu kỳ và thủ công ạ. Với hai bên là đục chạm ạ, nho cuốn trúc, những cành nho, những chùm nho ạ. Với phần chân được phanh cong uốn lượn nhìn rất là điệu ạ. Với phần chân này em đo là chân em đo vào khoảng 14 cm ạ, cực kỳ là dày dặn và chắc chắn. Đó xem ạ, những đường nét đục chạm, những chùm nho, những cành nho, hàng đục chạm rất là cầu kỳ và thủ công ạ. Với chiếc bàn này có chiều sâu là 57,5 cm nha các bác. Em đo kích thước để cho các bác ạ có thể ướm phù hợp với không gian của gia đình ạ. Với chiếc bàn bán nguyệt này các bác có thể sử dụng trưng bày ạ. Đồ cũng có thể là sử dụng để làm một chiếc bàn trà cũng cực kỳ là đẹp ạ. Và nên đến mặt bàn ạ, nòng ván bên trong đây là nòng ván liền nha các bác, được khảm những cành hồng ạ, những bông hồng, làm cảnh chim hoa, những đường nét cắt tỉa rất là chi tiết và sắc nét ạ. Ra ngoài là đây những đường dây neo liên chi và những đường nét phối ạ, đục chạm chạy kín mặt bàn luôn, nhìn rất là điệu ạ. Dạ, với chiếc bàn bán nguyệt này em cũng xin báo giá và giao lưu ạ. Giá là 20 triệu này em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và sản phẩm tiếp theo ạ, bên trên đây này em có một bộ tranh tứ quý. Với bộ tranh tứ quý này có chất liệu là gỗ vụ ạ, hay còn gọi là gỗ vụ mật. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với bộ tranh tứ quý này em đo có tổng chiều cao 107 cm, ngang là 35 cm. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác ạ. Với bộ tranh tứ quý, bộ gồm có 4 tấm ạ, và được khảm ốc xà cừ, ốc 7 màu phối màu ạ, cực kỳ là đẹp. Mọi xem ạ, những đường nét đã cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét. Chất gỗ rất là liền lạc và dày dặn nha các bác. Các bác xem lên trên đây ạ. Các bác xem những đường nét đã cắt tỉa. Nhìn rất là có hồn luôn. Với bức chợ bộ tranh là đến ngoài khung ạ. Những đường oval, những đường nét đã đục chuyện và chạy quanh liềm khung ạ. Và với bộ tranh tứ quý này em cũng xin báo giá và giao lưu với các bác, giá là 8 triệu này em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn ạ. Và sản phẩm tiếp theo ạ, bên trên đây này em có một bức tranh. Bức tranh gấu trúc có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam, là một siêu phẩm VIP, hàng chỉ có 102 bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Đầu tiên em cũng đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với bức tranh gấu trúc này có tổng chiều ngang là 191 cm, cao là 87 cm. Em quay chi tiết cho các bác ạ. Với
với bức tranh gấu trúc này có chất liệu nào gỗ chắc ta Việt Nam và được khảm trên nền gỗ chắc. Bác xem ạ, những phần trắng đó là ngà, thân là thân gỗ xưa kết hợp với đó ạ, là đá quý. Và đi ngoài khung ạ, là được khảm oxycarbon, những nguyên liệu là cực kỳ là quý hiếm ạ, tạo ra một siêu phẩm VIP, hàng chỉ có 102 bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Một tấm tranh là siêu VIP nha các bác, để các bác có thể xem và có thể cảm nhận được. Với tấm ván bên trong ạ, là lòng ván liền. Các bác xem là chất liệu là gỗ chắc ta mà kiếm được của tấm lá vừa to vừa dài mà dày dặn, vân đẹp như thế này thì cực kỳ là hiếm rồi ạ. Các bác xem là những đường nét cắt tỉa cực kỳ là tơ tóc và sắc nét. Và khi các bác nhìn vào bức tranh cực kỳ là có hồn. Và là đến ngoài khung ạ, các bác xem những đường nét dây neo liên chi, những đường nét thảm oxycarbon đỏ lửa vàng chanh ạ, những đường oval ạ, được khảm chạy quanh mặt khung. Và bên trong lòng khung ạ, được khảm tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông, và được khảm ngà và thân ở gỗ xưa. Đấy. Tứ quý bốn mùa tùng cúc trúc mai, để các bác xem được chạy quanh khung luôn ạ. Với bức tranh gối trúc này, các bác xem video mà chưa kỹ và nghe chưa rõ cũng có thể kết bạn với em qua số điện thoại, cũng là số Zalo của em là 0944058115 để có thể gắn chi tiết hơn và giao lưu với các bác ạ. Và em cũng xin báo giá và giao lưu với bức tranh gấu trúc gỗ chắc này, giá là 120 triệu để em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi ạ. Và sản phẩm tiếp theo ạ, sang bên đây là em có một chiếc tủ thuốc ạ. Với chiếc tủ thuốc này có chất liệu là gỗ vụ mật, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với chiều cao em đo là 45cm, ngang là 30cm, em đến gần thì em quay chi tiết ạ. Với chiếc hộp đựng thuốc có chất liệu là gỗ vụ mật và được khảm ốc xà cừ. Khảm ốc rất là đẹp nha các bác, trong những đường oval, những đường dây neo liên chi ạ, này được khảm. Với chiếc tủ thuốc này hàng khảm 3 mặt ạ, ở đây là bên hông ạ. Bên hông ạ, hai bên hông được khảm như nhau, những bông hoa, những cành hoa được khảm ạ, kết hợp là những đường nét oval khảm ốc xà cừ rất là đẹp. Với chiếc hộp đựng thuốc này, các bác có nhu cầu giao lưu này em sẽ lo chùi và làm bóng ạ, sạch sẽ ạ, ra đến tận các nơi các bác ạ. Bên trong gồm có rất là nhiều ngăn, nhiều kệ để các bác có thể phân biệt ạ, đựng thuốc cực kỳ là tiện nghi và thoải mái ạ. Và với chiếc hộp đựng thuốc này em cũng xin báo giá giao lưu ạ, giá là 3.500.000, em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi ạ. Và sản phẩm cuối cùng mà trong video clip ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác, đó là một cây tủ áo ạ. Với cây tủ áo có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Đầu tiên em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với cây tủ áo này có tổng chiều ngang là 217cm, cao là 213cm và sâu là 42cm. Em đến gần và em quay chi tiết hơn cho các bác với cây tủ áo có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật ạ. Và xem phần trên đục chạm những đường nét hoa lá tây. Và bên dưới ạ, những đường oval, những đường dây neo liên chi này được khảm ạ, kín mặt tủ ạ. Đây là bên trong nha các bác. Với chiếc tủ áo này gồm có 4 cánh ạ, bên trong là gồm có một thước rất là lớn luôn ạ, bên trong gia cố móc treo ạ. Ở đây là bên ngoài để các xem. Với 4 ô tròn là được khảm ngũ phúc ạ. Những đường nét khảm ốc xà cừ, ốc bảy màu phối màu cực kỳ là đẹp. Dưới này được khảm những cành hoa, những bông hoa hồng. Được cắt tỉa phối màu bảy màu cực kỳ là đẹp. Với chất gỗ hàng em bao đẹp cho các bác ạ, cực kỳ là liền nạc và dày dặn. Đây là được những giỏ hoa, những đường nét cắt tỉa rất là chi tiết và sắc nét. Với chất gỗ cực kỳ là dày dặn và chắc chắn. Với cây tủ áo này hàng em bao đẹp cho các bác ạ, từ trong ra ngoài. Và phần dưới cùng ạ, với phần bệ đây ở dưới đây ạ, được chạm những nét hoa lá tây. Đây là có một chiếc ngăn kéo rất là lớn nha các bác, các bác có thể sử dụng được, đổ rất là tiện nghi và thoải mái ạ. Chất ốc rất là đẹp nha các bác, các bác có thể xem em quay chi tiết để các bác xem có thể cảm nhận về chiếc tủ áo này ạ. Cái tủ áo kích thước rất là lớn ạ, gồm có 4 cánh ạ.
với tổng chiều dài là 217 cm. Và chất gỗ thì không có điểm chê ạ. Ở bên đây là hai cái nè, em mở cho các bác xem. Đây là bên trong nhà các bác. Với cây tủ áo này hàng em đẹp cho các bác ạ. Từ trong ra ngoài để có xem, đây là bên trong ạ. Gỗ cực kỳ là dày dặn và chắc chắn. Và bên trong ạ, gồm có hai sàn để các bác sử dụng được đồ cực kỳ tiện nghi và thoải mái. Và bên trên ạ gồm cũng gia cố ạ, để móc treo để các bác treo quần áo ạ. Và với cây tủ áo này em cũng xin báo giá và giao lưu với các bác ạ. Giá là 75 triệu thì em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi ạ. Các bác xem video mà thấy hay, thấy đẹp cũng có thể cho em một like, một đăng ký kênh để có thêm động lực phát triển kênh để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Mà các bác xem video mà chưa kỹ và nghe chưa rõ cũng có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại, cũng là số Zalo của em là 0944058115 hoặc 0945058115 để em có thể gánh chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác. Em cũng xin dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.